Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú ha. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 thì bên em cũng sẽ lên clip để mà giới thiệu một số cái dòng điện thoại cũ giá tầm trung và chiều trái cho anh chị tham khảo ha. Thì mong rằng anh chị cô chú nhà mình xem được cái mẫu nào hài lòng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em ha. Qua số điện thoại là 0879182796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Thì địa chỉ bên em là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Thì bên em bán hàng là có ship code toàn quốc cho anh chị ha. Thì đầu tiên em nhắc lại cái hình thức bán hàng bên em cho anh chị rõ nha. Đối với khách mới thì anh chị mua hàng bên em thì phải cọc trước cho em 50 đến 100 ngàn nha anh chị. Số tiền cọc này mình sẽ được trừ trực tiếp vào tiền hàng ha, cũng như là anh chị nhà mình được kiểm tra hàng, test máy trước với thanh toán nha anh chị. Nói chung về cái vấn đề cọc vậy thì có một số anh chị cũng sợ bị sếp lừa này nọ, cho nên là anh chị mà cảm thấy mà sợ thì từ từ mình hẳn mua nha anh chị. Mình kiểm tra chế độ uy tín của shop đó như thế nào rồi mình mới hãng cọc ha, chứ mình cũng đừng có vội vàng lắm nha anh chị. Thì khách cũ thì mình không cần phải cọc đâu ha. Rồi thì không để mất thời gian cho anh chị cô chú ha, em sẽ giới thiệu luôn nha. Mấy cái dòng đời cỏ trước nha anh chị, dòng máy cỏ em sẽ giới thiệu trước ha. Đầu tiên là một con dòng Samsung G2 Bright, anh chị mua về xài chữa cháy nha anh chị. Con này thì máy cỏ thôi, RAM 1.5, bộ nhớ thì chỉ có 8GB thôi nha anh chị, cho nên là mình mua về chủ yếu là để nghe gọi nè, xem YouTube thôi ha. Mình xài được 2 SIM mà có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Samsung G2 Bright, con này màn hình của nó là 5 chấm nha anh chị. Em đỡ là giá cho anh chị là 400 ngàn ha, 400 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc nha anh chị. Nếu mà anh chị nào không lấy sạc thì em sẽ bớt cho anh chị 50 ngàn ha. Samsung G2 Bright màu hồng nhạt nha anh chị, giá 400 tặng sạc. Rồi tiếp theo nữa là em có hai con dòng Samsung G510 này, Samsung G510 đời 2016 nha anh chị, màu vàng gold. Thì hai con này cái viền của nó đều trầy nha anh chị. Đây, viền này có trầy theo năm tháng, còn cái mặt sau với là mặt kính trước thì ok ha. Màn hình của nó sáng nha anh chị, hai con này màn sáng không có bị ám ố gì hết ha. Đó. Giới thiệu thông tin điện thoại nè. Galaxy G5 2016, con này bản RAM 2, bộ nhớ 16GB nha anh chị. Mình xài được 2 SIM mà có hỗ trợ mạng 4G luôn ha. Rồi giá bán cho anh chị là 550 ngàn nha anh chị, 550, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc. Đó, tặng kèm cho anh chị bộ sạc ha. Nếu mà không lấy sạc thì sẽ bớt 50 ngàn nha anh chị. Samsung G510 giá 550 ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Mi A2 Lite nè, màu đen nha anh chị. Con này cái vỏ sau của nó cũng xấu nha anh chị, vỏ sau xấu trầy này ha. Màn hình con này tầm khoảng 5.7 inch nha anh chị, 5.7. Mi A2 Lite ha, Mi A2 Lite này. Con này bản RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị, máy xài được 2 SIM nè. Mi A2 Lite, giá bán cho anh chị là 900 ngàn ha, giá 900. Con này em có tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc nha anh chị. Bộ sạc Mi A2 Lite giá 900 ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi, Redmi 8A nha anh chị, Redmi 8A màu xanh dương. Con này hình thức của nó tầm khoảng 95-96% ha. Màn hình 6.2 inch nha anh chị, 32GB. Đây Redmi 8A 32GB, xài được 2 SIM và con này pin của nó là 5000mAh ha. Pin cực kỳ trâu luôn nha anh chị ơi, Redmi 8A. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1.2 triệu ạ, giá 1.2 triệu, em tặng kèm cho anh chị sạc ốp dáng cương lực ạ, màu xanh dương. Rồi tiếp theo là một con dòng Nokia 5.1 Plus màu đen ạ. Con này vỏ cũng có nhâm trầy nha anh chị, vỏ có trầy theo năm tháng ha. Màn hình khoảng 6 inch nha anh chị, con này thì màn hình tai thở. Bản RAM 3, bộ nhớ 32GB này, Nokia 5.1 Plus ha. Pin cũng nói là 3.000 thôi nha anh chị, xài được 2 SIM, có hỗ trợ mạng 4G. Rồi con em đỡ lại giá cho anh chị là 800 ngàn nha anh chị. Nokia 5.1 Plus giá 800 ha. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Mọi chức năng được full hết ha. Điều cái vỏ của nó hơi xấu nha anh chị. Vỏ hơi xấu. Đó, mặt trước mặt sau ok nè. Rồi giá bán cho anh chị là 800 ngàn ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung. Ở đây là Samsung A03 ạ. Màu xanh dương nha anh chị, con này ngoại hình tầm khoảng 94-95% ha. Màn hình 6.5 inch. Con này bản RAM 4. RAM 4 bộ nhớ là 64GB, Galaxy A03 này. Pin của nó là 5000mAh. Thì giá bán của Galaxy A03 bản RAM 4 bộ nhớ 64GB là giá 1.8 triệu nha anh chị.
Con này cũng có đầy đủ phụ kiện cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Realmeter 15 màu đỏ. Em còn một con màu đỏ nha anh chị. Con này thì hình thức của nó tầm khoảng 94-95% ha. Màn hình to 6.5 inch. Và con này pin của nó là 6000 mAh nha anh chị. Pin cực kỳ trâu luôn ha. Realmeter 15 này. Bản RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Pin trâu khỏe. Giá bán là 2 triệu chẵn ha. Realmeter 15 giá 2 triệu chẵn. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo Y12S màu xanh nhạt. Con này hình thức tầm khoảng 95% nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch. Rồi con này tạm thời hết pin ha, em sẽ giới thiệu tổng quan nha anh chị. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua con này thì cứ gọi điện trực tiếp cho em. Em sẽ quay video test máy trực tiếp qua Zalo cho anh chị luôn ha. Vivo Y12S thì bản RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Giá bán là 1 triệu 8 ha. Giá 1 triệu 8, con này em cũng tặng kèm cho anh chị sạc ốp dáng cơ. Rồi tiếp theo là em có con Oppo F9 màu đỏ nha anh chị. Con này hình thức của nó tầm khoảng 93-93% ha, màu đỏ. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nè. Oppo F9. Màn hình 6.3 inch nha anh chị. Nó chạy chip Helio B60 ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu 7 nha anh chị ơi. Oppo F9 full chức năng giá 1 triệu 7 ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme C 11 nè. Realme C 11 thì em có hai màu nha anh chị. Một là màu xanh rêu, hai là màu xám nè, xám đen ha. Hai con này tầm khoảng 96-97% nha anh chị. Và pin của nó rất là trâu ha. Con này màn hình 6.5 inch, pin của nó trâu khỏe 5000 mAh. Dung lượng là tới 32 GB nha anh chị. Mua về cho mấy bác lớn tuổi xài xem YouTube rất là thích hợp ha. Rồi giá bán của Realme C 11 là giá 1 triệu rưỡi nè. Màu xanh xanh rêu và màu xám nha anh chị. Đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp theo là em còn một con dòng Oppo F11. Oppo F11 màu xanh dương này. Máy này tầm khoảng 96-97% ha. Đẹp len keng nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch. Con này bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB ha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Chạy chip Helio B70 nha anh chị. Giá bán của Oppo F11 là 2 triệu mốt nè. Cũng tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Redmi Note 8. Redmi Note 8 màu đen nha anh chị. Con này tầm khoảng 93% ha. Màn hình 6.3 inch. Redmi Note 8 này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Pin của nó là 4000 mAh nè. Con này có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn ha. Nó chạy chip Snap là 665 này. Giá bán là 1 triệu 8 nha anh chị. Redmi Note 8 giá 1 triệu 8. Đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi 9C. Redmi 9C màu xanh dương ạ. Con này hình thức của nó trên 95% nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch. Đây ha, giới thiệu điện thoại. Redmi 9C con này bản RAM 3 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị, xài hai SIM và một thẻ nhớ. Giá bán là 1 triệu 6 nè. Em cũng tặng kèm cho anh chị sạc ốp dáng cương lực luôn ha. Full chức năng ạ. Cam trước cam sau ok nha anh chị. Đó, Redmi 9C giá 1 triệu 6. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A52 màu xanh đen ạ. Con này hình thức của nó tầm khoảng 95% ha. Màn hình to, con này thì màn hình đốt ruồi nha anh chị. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Oppo A52 này. Đây, Oppo A52 RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin 5000 mAh, vân tay thì nó ở bên hông ha. Giá bán là 2 triệu 6 nha anh chị. Con này em cũng tặng kèm cho anh chị sạc ốp dáng cương lực ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Vivo Y11. Vivo Y11 nha anh chị ơi, màu màu xanh, màu tím tím đen ha. Con này màu tím đen, ngoại hình của nó cũng còn đẹp nha anh chị, đẹp đen không trầy xước gì hết ha. Con này màn hình của nó khoảng 6.3 inch ạ. Vivo Y11 bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB nè. Con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Rồi giá bán của Vivo Y11 là giá
1,5 triệu ha. Mấy cái dòng này xài pin rất là trâu luôn nha chị. Vân tay nhận diện khuôn mặt ok hết ha. Giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A31 màu đen nè. Máy mới tầm khoảng 96-97% ạ. Màn hình to 6.5 inch. Oppo A31, RAM 4, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Con này pin của nó là 4230 nè. Máy đẹp đen luôn ha. Giá bán là 2 triệu chẵn nha anh chị. Con này em tặng kèm cho anh chị sạc ốp dán cương lực ha. Nói chung con nào em tặng như thì em sẽ nói trực tiếp với con đó luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung J6+. Samsung J6+ màu đỏ nha anh chị. Em có hai màu, một là đen, hai là đỏ ha. Hai con này tầm khoảng 94-95 này. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Đây ha, giới thiệu điện thoại. Galaxy J6+ nha anh chị, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy xài được 2 SIM ha, giá bán mỗi con là 1,2 triệu thôi nha anh chị. Giá 1,2 triệu full. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A12 màu đen nha anh chị. Con này tầm khoảng 95-96% ha. Màn hình to 6.5 inch. Và con này bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB ạ. Đây Galaxy A12 đây nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Xài 2 SIM và một thẻ nhớ ha, có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Pin trâu khỏe luôn. Giá bán là 2,3 triệu này. Samsung A12 là giá 2,3 triệu ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A5 đời 2020 màu trắng ạ. Con này bản RAM 3, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Pin của nó cũng là 5000mAh ha. Màn sáng đẹp luôn nha anh chị, máy tầm khoảng 96-97% luôn này. Có hỗ trợ sạc nhanh cho nhà mình luôn ha. Giá bán 1,9 triệu nha anh chị. Oppo A5 đời 2020 giá 1,9 triệu ạ. Con này cũng tặng kèm full phụ kiện cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A54 màu xám xanh nha anh chị. Oppo A54 màu xám xanh. Con này thì bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB. Đây, Oppo A54, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Con này nó chạy chip B90 nha anh chị. Máy rất là đẹp luôn ha. Vân tay nằm ở bên hông này. Giá bán cho anh chị là 2,6 triệu nha anh chị. Oppo A54 là giá 2,6 triệu, tặng kèm cho anh chị sạc ốp dán cương lực ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Redmi. Đây là Redmi 9T nha anh chị. Redmi 9T màu đen xám ha. Màn hình to 6.5 inch. Redmi 9T bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Pin của nó là 5000mAh ha. Redmi 9T giá bán là 2,2 triệu nha anh chị. 2,2 triệu, con này em cũng tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực và bộ sạc này. Redmi 9T máy tầm khoảng 96-97% ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo Reno 5. Em còn một con màu bạc ánh kim nha anh chị. Máy này tầm khoảng 96-97 ạ. Màn hình Super AMOLED ha, 6.4 inch. Oppo Reno 5 này bản RAM 8, bộ nhớ 128GB. Và con này pin của nó là 4.300 nha anh chị. Nó chạy chiếc Snapdragon là 720G ha. Em sẽ bán cho anh chị giá 3,6 triệu ạ. Giá 3,6 triệu, tặng kèm sạc ốp dán cương lực cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A16K màu xanh dương nha anh chị. Con này cũng màn hình lớn 6.5 inch. Bản RAM 3, bộ nhớ là 16GB nè. RAM 3, bộ nhớ 32GB chứ. Em lộn ha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Oppo A16K. Và con này pin của nó là 4230 nha anh chị. Giá bán là 1,6 triệu nè. Oppo A16K ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A02s. Samsung A02s màu xanh, màu đen nha anh chị, màu đen. Con này hình thức tầm khoảng 95% ha. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Con này pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Máy đẹp tầm khoảng 95% nè. Samsung A02s ha, giá bán là 2 triệu chẵn nha anh chị.
Hôm nay em cũng tặng kèm cho anh chị sạc ốp dán hương lực ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A92. Ngoại hình con này tầm khoảng 92% nha anh chị. Màu xanh đen này. Cái viền cam của nó có hơi trầy nha anh chị, viền cam hơi trầy. RAM 8, bộ nhớ 128GB. Đây Oppo A92 ha, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này pin của nó là 5000mAh. Nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị, giá bán cho anh chị là 2,7 triệu ha. Con này em có tặng kèm cho anh chị sạc ốp dán hương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Mi 8 Lite nha anh chị, Mi 8 Lite màu đen nè. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Pin của nó là 3700-3800 gì ha. Nói chung thì máy xài ok hết, mọi chức năng được ok nha anh chị. Cảm ứng nhạy, mấy cái dòng này mua về xài chơi game hơi bị ngon á ha. Mi 8 Lite này, giá bán 1,7 triệu thôi ha. Con này em sẽ tặng kèm miếng dán cương lực và sạc thôi nha anh chị, không có ốp lưng nha. Giá 1,7 triệu ạ. Mi 8 Lite. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo Reno 3. Oppo Reno 3 thì màu xanh dương nha anh chị. Con này hình thức tầm khoảng trên 95% ha. Nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED nha anh chị. Thì Oppo Reno 3 thì bản RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này pin của nó là 4100 nha anh chị. Pin 4100 là phiên bản Android 11 chấm ha. Màn zin đẹp nha anh chị, máy đẹp. Tầm khoảng 95-96 và giá bán cho anh chị là 3 triệu chẵn nè. Oppo Reno 3 3 triệu chẵn ha. Con này cũng có tặng. Rồi cuối cùng là một con dòng Vivo Y19 ạ. Màu xanh dương nha anh chị. Con này thì hình thức của nó tầm khoảng 96-97%, máy đẹp len keng ha, không cày xước gì hết nha anh chị. Vivo Y19 thì bản RAM 6, bộ nhớ của nó là 128GB ha. Pin là 5000mAh nha anh chị. Mình xài được 2 SIM, có hỗ trợ mạng 4G. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là giá 2,2 triệu thôi ha. Giá 2,2 triệu tặng kèm sạc này, ốp này, dán cương lực cho anh chị này. Vivo Y19 nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ kết thúc video ở đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem mẫu nào hài lòng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này nha anh chị. Nếu mà anh chị nào muốn xem rõ chi tiết từng con máy nào thì cứ nhắn qua Zalo, em sẽ gửi cái đoạn video hoặc là gửi hình ảnh chi tiết từng con máy cho anh chị tham khảo luôn ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.